kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Uống nước đi. Không, cảm ơn. Tấm bản gỗ này có phải danh viết không? Nghe nói trong thời gian học đại học, anh từng rất yêu Quách Bảo Anh. Có đúng hay không? Đúng là tôi có yêu cổ. Nhưng mà chỉ đơn phương thôi. Vậy còn Quách Bảo Anh, lúc đó cô có biết anh yêu cổ hay không? Lúc bạn bè nói chuyện, có thể là có nghe nói. Nhưng mà rất đáng tiếc, Bảo Anh lại không hề yêu tôi. Anh Hattori, xin anh nhìn cho kỹ. Tôi đã có vợ rồi. Tôi rất yêu vợ của tôi, anh Tử. Tôi hỏi anh một lần nữa, có phải là anh đã bắt Quách Bảo Anh hay không? Đối chiếu dân tệ đã có rồi, trùng khớp 72%. Vợ tôi mất tích một năm, thì ra người liên quan nhất đã ở bên cạnh của tôi. Tuy Trương Đại Vĩ không chịu nói gì hết, nhưng mà chúng tôi đã tạm giam anh ta rồi, có thể tiếp tục điều tra. Xin lỗi. Tôi tới tìm anh Hattori. Ở đây không có cho ra vào. Xin lỗi, không xin thể lỗi. Vào được. Tôi biết anh ta, cho anh ta vô. Dạ. Anh Hattori, sao rồi? Tìm được một căn hầm trong nhà trọ. Rất có khả năng là vợ của anh đã bị giam ở đó. Nhưng mà anh phải có chuẩn bị tinh thần. Tôi có thể vào trong coi không? Đi theo tôi.
Có lẽ vợ tôi đã chế ra dụng cụ để làm gãy cây sắt này, nhưng chắc chắn thời gian rất lâu. Hiện trường không có dấu vết ẩu đả nào.